Chỗ tu khlang bì, chô dùm rò hàm nơi mộc chè, khóm sạch ai kì chùi tu sạch. Tại khi mình nè nà chùi bàn trâm tà nôm khnê xa chùm bù lục dình mà nè. Đại quát nâng khơi tu rò bà quát chìa bì xe ai đò rò bà quát. Trâu rông ổng bơ nì kạt quơ bạp ổng bì tu cạch. Bóng bón chì tì cổ rộp ảnh, bé quán chìa mùi nâng lạc hồn. Nếu bê tâm ai đi cổng bông tạp tu nà ca chạp ả rò mèn tên. Đại lục dây mà nè, quát nâng ạ bàn tờ mơ lạc hồn, nơi khốn nông vông mùi. Bần tố bì quát bàn tờ mơ hai, tu cạch nâng bàn thơ bạp tu sốt. Chìa bì xe thơ bạp nè ri mà nè. Đại quát nâng nâu ổng côi lên nâng hỏi. Tờ chô kháng mộc chạ, chú lua chìa mùi nâng tu cạch, nâng đần đam dô xe tây. Vì tu cạch, đàm bay dô mộc chảo, vấn tay đần đàm bằng bàn tê. Đòi xa tay tu cạch quát nơi kháng lời chạ, có quát nâng mình chạy tốt ở vầy đẻ. Sạch rướng chạy tài linh, lục dây chạy tài khăn. Hai lục dây nâng chạy tài chô tu đòi thân hạ cua trúng, đá tờ mộc chạ, to ba chìa mùi nâng tu cạch, đại ban vi. Trong bộ tù xa lốt đã hốt đó thân ạ. Nhiêng dùng nâng nở lời trẻ. Đại thư vô ai lục dây nâng xâm đầy nở ca mần pinh chất giang khăn. Trong bộ rương ra đó thân ạ. Chô tù rõ hốt đó thân ạ. Vì ấy thư vô bạp nở lời trẻ bẹp nì. Sao là bạp bổ ràn đại miên đôi chìa là khôn dì kế là khôn chả bấy. Nâng là khôn rương đam xem xe hạ bây đôi chìa miên sân tù. Nấy cá quam trô làng vinh bằng tòa bì. Miễn phép ngọc ngạc ở môi để dạp bêl. Đói xa tại bóng bóng bà chư bộ rốt khám ái. Chắp bà đam chè sở lành. Vô bà thua nâng áp hề đẹp. Sơ là thua nâng vô bà thua ở đây dạ thua bằng đà hai. Đói lấy ca bì tương ngay tì đọc rằng bì. Khai mạc ra chân nằm bì bòn mà phải bì mà sơ mây nì. Cứ miễn ca chai rộng lấy tò tò khní dàng bồng bình. Ông bì sẽ ca mà phép ca xâm đây là khôn bà xa mùi cần lên. Đói nữ cứ nông nông miên lục dây mà nè. Bạn thử bỏ ai nhạc linh bằng đai tùm nẹ tùm nâng xung cung. Chắp ả rộng dàng khăn. Cả nói bê đai lục dây bàn tùm mơ ca xâm đai lạc hôn. Hai nửa khôn nông khả nạ bê đai đó trong chốt cùng sọt. Cứ lục dây nâng ạ. Bàn xâm rộng tực phân nè. Rồi bỏ quát hai cuốc trùng. Xâm đai nửa ca mần pinh chất chùm bùa tu cạnh. Nơi khôn nâng mốc rộng lạc hôn nụ tài mà đón. Đòi nước sở nọ tu sợi ả nất bôn bích ạ ổ bà má. Đòi xa tài tu sợi. Trâu bàn tu cạch nâng viên, chứa bần to bần tuộm. Đại thư vô lục dây cá tục mần sọc chất, đòi thân hạ chôl tờ to và tốp tốp tờ mà đọng. Chứa mùi nâng cá rắn ấy, là khám công phong tờ lên. Chứa vì sẻ, lục dây nâng cua trung đại đại mà đọng. À vậy đại sông khán, cứ lục dây chôl tờ to và bảo ơ, ôm mục rung là khám. Đại thư vô ơi, tàng tu sầm nang gọi đôi chư bà chư bà rốt, lên sai cái rương là khám tiết hai. Cứ sao chứa mùi nâng lục dây tay mà đọng. Đại xâm đây nửa ca mình pinh chất chứa mùi tu cạnh nụ. Phép bọn chứa mùi nâng quanh nhà hà nì. Thưa ơi nhà pra bản đánh tùm nét tùm nông xung cung chứa tràn. Bàn sâu mọi miếng ca to phía tiên. Vì bố tha rương ni bỏ hai chứa là ô mơ khăn hai mơ tử. Bàn chứa lục dây. Mà nét đá quam trô. Là khôn bà xa. Đó thân nè tớ đo mô cổ rông là khôn cứ cầu tay mà đọng. Giang nam mình bằng tòa bì bằng hoa vì đã ô lập bây lơ bằng đang tùm nét tùm nông xung cơm phía tràn. Bạn chôn tờ comment ở cốp ông sầy. Đại bạn chui lực đồng cao là khôn bà xa khmai dương. Hai khá tiết nâng có ai đang thẻ thẻ. Tua là khôn bà xa. Thằng lơ ni, bớt chia xâm đánh bạn là ô khăn nè. Đòi xâm đánh tòa tè nè tua xa nà nâng chôn tua đẻ. Nâng bình chạy thà xâm đánh bạn là ô mến tèn. Bạn tè bỏ giác đồng thơm mò rồi bỏ lục dây. Đối chứ nó bố ra miên đi miên phần năng. Nam bây tựa tựa bàn nửa bố ra miên thamay bằng thèm tiết. Số mê ta chú ý subscribe những like.